Và sau đây mời quý vị đến với phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, người Mỹ gốc Việt không thể tưởng được trước vụ bạo loạn tại Quốc hội Hoa Kỳ. Nhiều người gốc Việt cho hay họ bị sốc và cảm thấy xấu hổ khi mấy chục năm sống ở Mỹ lần đầu chứng kiến phiên họp Quốc hội bị tấn công. Suốt ngày hôm nay, nước Mỹ hốt hoảng. Tôi xem ảnh và video mà cứ tưởng đó là ở một đất nước Trung Đông nào đó. Huy Phạm, một người gốc Việt ở tiểu bang California, chia sẻ. Hỗn loạn xảy ra tại đồi Capitol hôm 6 tháng 1 khi đám đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump đối đầu với cảnh sát, hò hét, vẫy cờ Tổng thống Trump, đạp đổ rào chắn và tràn vào trong khi Quốc hội đang họp để chứng nhận chiến thắng của Joe Biden. Một số cửa sổ bị đập vỡ, lực lượng an ninh đã sử dụng hơi cay khi cố gắng giải tán đám đông. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị bắt. Cuộc họp đã bị dừng lại trong khi các nghị sĩ tìm nơi ẩn nấp hoặc được sơ tán. Hành động bạo lực của những người ủng hộ Tổng thống Trump khiến người gốc Việt phẫn nộ. Tại sao Tổng thống Trump luôn ca ngợi pháp luật và trật tự, nhưng người ủng hộ mấy lại xông vào Quốc hội? Biểu tình ôn hòa có thể chấp nhận, nhưng xông vào tòa nhà Quốc hội thì không thể. An Miên, một phụ nữ gốc Việt ở California nói, Tổng thống Trump ủng hộ biểu tình, nhưng cũng không thể biết người ủng hộ sẽ làm gì, nên ông ấy cần cẩn trọng trong mỗi phát ngôn. Anh Huy cũng cho rằng những cảnh tượng xảy ra ở đồi Capitol là quá đáng sợ và phi Mỹ. Xin đừng xúc phạm người dân Mỹ và hệ thống của chúng tôi. Người dân từ cả hai phe đã bỏ phiếu và cuộc bầu cử này đã được cơ quan an ninh nội địa xem là an toàn nhất trong lịch sử Mỹ, anh nói. Tôi không biết nói gì nữa nếu có người ủng hộ những hành động hôm nay. Hôm nay là một ngày đen tối của nước Mỹ. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi không tưởng tượng được việc phải có lực lượng an ninh bảo vệ bên ngoài thì Quốc hội mới có thể chứng nhận kết quả cử tri đoàn. Điều mà trước đây có bi quan lắm, người ta cũng không thể nghĩ tới. Chắc chắn đây là một vết nhơ trong lịch sử nước Mỹ. Derek Phạm, một nhà báo gốc Việt, nhận xét. Vi phạm trắng trợn hiến pháp, an ninh và dân chủ Mỹ. Anh Công Minh, một cử tri trung lập ở bang Florida, cho hay anh không bất ngờ về việc người biểu tình sẽ có hành vi bạo lực, nhưng bất ngờ vì họ dễ dàng vào được đồi Capitol. Điều đó chứng tỏ sự yếu kém và thiếu chuẩn bị của cảnh sát. Anh nói, việc xâm nhập tòa nhà Quốc hội trong khi phó tổng thống và các nghị sĩ đang tiến hành kiểm phiếu đại cử tri, một hoạt động được quy định trong hiến pháp làm ngừng trệ Quốc hội, người đại diện hợp pháp của cử tri đoàn quốc, là một vi phạm trắng trợn hiến pháp, an ninh và dân chủ của Mỹ. Julie Ngô, một người ủng hộ Tổng thống Trump ở California, cho hay cô phản đối bạo lực và những kẻ phá rối, nhưng cũng chỉ trích phe cánh tả khi không lên án những nhóm ủng hộ phong trào Black Lives Matter và Antifa, nhóm mà cô cho là thủ phạm đằng sau vụ việc. Phe cánh tả ủng hộ bạo lực không có nghĩa là chúng tôi cũng thế, nhưng họ nên hiểu tại sao sự việc hôm nay lại xảy ra. Các chính trị gia đó đã làm gì với đất nước này, Julia nói. Tất cả đã được dàn xếp sau hậu trường. Tuy nhiên anh Công Minh cho rằng thủ phạm gây rối có phải Antifa hay không không quan trọng, mà vấn đề nằm ở chỗ Tổng thống Trump là người đã khởi xướng và dẫn tới ngày đen tối này. Việc đổ lỗi cho phe cánh tả là luận điệu bào chữa yếu ớt của những người ủng hộ Tổng thống Trump. Anh Minh cho rằng từ nay cho tới ngày 20 tháng 1 khi Biden tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Trump có thể làm những điều kỳ quái, nhưng lạc quan rằng sẽ không có biến động gì lớn. Sau những gì xảy ra trong 2 tháng qua, tôi nhận thấy nền dân chủ Mỹ cực kỳ mạnh, kinh tế và thị trường chứng khoán chắc chắn. Anh Minh cho hay, nếu là nước khác, sự việc hôm nay có thể đã khiến thị trường chứng khoán bị vỡ hoặc dẫn tới xung đột lớn, anh Minh kết luận. Và vừa rồi là phần tin tức và thời sự từ hệ thống truyền hình VBS. Hồng Hà cùng toàn ban xin cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Kính chúc quý vị một ngày thứ sáu bình an và một cuối tuần an lành. Xin hẹn gặp lại trong tuần sau.